nhất là hàng xóm có cái của tôi nhất tin của hai năm mươi về quê hương tổ tiên, chúng cháu trong phòng hòa thương bỏ hôn ngát những kiến tướng hướng hưởng mơ và chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn này tới toàn thể đại gia quyến rồi cùng nhau chúc cô về nơi đây này cuối cùng an giấc ngàn thu. Trước lúc tiếng Việt tù xin phép gia đình cho đoàn trẻ một vật liệu như phút vật liệu bắt đầu. Kính thưa các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị đại diện cho xóm Lê Hải Phong cùng với chị tôi là Trần Trọng Cải. Cô bà mẹ chúng tôi do tuổi cao sức kiệt không qua khỏi, nay về với tổ tiên. Các ông, các bà đã đến chia sẻ và kính viếng cùng tôi. Đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn các cô, các ông, các bà cùng các anh, các chị của xóm đội 15 xóm 8. Ngày mai 7 giờ tiến đưa của tôi về nơi đây cuối cùng. Kính mong các ông, các bà bớt chút 10 giờ để đến cùng với gia đình để tiến đưa của tôi về nơi đây. Bây giờ mời các ông, các bà ra bàn ăn chồng để gia đình chúng tôi có lời cảm tạ. Xin kính mời các ông. Cháu chia buồn cùng toàn thể gia đình trước khi vĩnh biệt cùng với chú bà an rất ngàn thu. Xin ra phép gia đình cho anh em trong đoàn chúng cháu kính viếng một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các anh, các chị cùng đội xây dựng của cháu Trần Đình Năm của con Văn Hồng chúng tôi, cô bà mẹ chúng tôi do tuổi cao sức kiệt không qua khỏi và về quê hương tổ tiên. Các anh, các chị bên ban xây dựng đã đến chia buồn và kính viếng của tôi. Thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Ngày mai 7 giờ để tiếp đưa cùng tôi về nơi anh cuối cùng. Kính mong các anh, các chị bớt chút thời gian đến cùng với gia đình để tiếp đưa cùng tôi về nơi anh. Bây giờ mời các anh, các chị ra bàn chầu ấm nước để gia đình chúng tôi có lời. Và chúc cụ về suối vàng ăn rất ngủ ngàn thu để nhớ đến cụ, xin phép cụ cùng gia đình cho chúng tôi để phúc mặc niệm, phúc mặc niệm bắt đầu. Các ông, các bà, các anh, các chị đại diện cho câu lạc bộ văn nghệ, cô, bà, mẹ chúng tôi do tuổi cao sức kiệt đã không qua khỏi và đã về quê đảo núi Tổ tiên. Hôm nay các ông, các bà, các anh, các chị đại diện cho câu lạc bộ văn nghệ đã đến chia sẻ và kính viếng cùng tôi. Đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà. Ngày mai 7 giờ đưa chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mong các ông, các bà rất biết thành thờ đến cùng với gia đình để giúp đỡ chúng tôi. Bây giờ mời các ông, các bà hãy chờ một lúc để gia đình chúng tôi có lời chân thành cảm ơn cùng tham gia để tiến về tu về nơi núi vàng để an tất là tu. Xin phép gia đình cùng tham gia cho chúng cháu một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Kính thưa các anh các chị đại diện công đoàn phụ nữ của xóm Đường Ma, cô bà mẹ chúng tôi có tuổi cao sức kiệt đã không qua khỏi và đã về quê ở với tổ tiên. Nay các anh các chị bên ban phụ nữ của chi hội Đường Ma đã đến thăm hỏi và chia sẻ kính viếng của tôi. Thay mặt cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Ngày mai 7 giờ là tiễn đưa của tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mong các anh các chị bớt chút thời giờ đến cùng gia đình tiễn đưa và nhận chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Bây giờ các anh các chị ra bàn chờ an nghỉ cuối cùng. Tên đội ngũ của em tôi là Trần Vĩnh Yên Cô bà mẹ chúng tôi do tuổi cao sức trẻ đã không qua bỏ về quê hương đất tổ tiên. Nay các con các bà đại diện cho bên đầu em tôi đã đến chia sẻ và kính viếng chúng tôi. Thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn các ông các bà. Ngày mai 7 giờ tiếng trưa cùng tôi về đây đang nghỉ cuối cùng. Kính mong các ông các bà có chút thời gian đến cùng với gia đình để tiễn đưa cùng tôi. Và bây giờ kính mời các ông các bà ra bàn ăn trầu uống nước để gia đình chúng tôi có lời cảm tạ. Xin kính mời. Kính thưa hương hồn Mai Thị Sinh, thưa gia đình có việc thiếu, chúng tôi tập thể xóm chùa Hạ được tin cụ 250 về với tổ tiên. Chúng tôi có vòng hoa thơ lắm hương ngát đến trước đến sàn đặt nén tâm nhang để kính viếng hương hồn và chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình. Trước giờ việc về coi kính ngàn an đất ngàn thu. Xin phép gia đình và ban tang lễ cho chúng tôi hít mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các ông các bà đại diện cho xóm Đình Hạ, cụ bà mẹ chúng tôi do tuổi cao sức yếu đã không qua khỏi và đã về quê với tổ tiên. Nay các ông các bà đại diện cho xóm Đình Hạ đã đến chia sẻ và kính viếng chúng tôi. Thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn. Ngày mai 7 giờ là tiễn đưa chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mong các ông các bà có chút thời gian đến cùng với gia đình để tiễn đưa mẹ cụ chúng tôi về nơi an nghỉ. Bây giờ kính mời các ông các bà đã bàn ăn trầu uống nước để gia đình chúng tôi có lời cảm tạ. Xin kính mời các ông. Ban tang lễ hai lần tăng tổ cũng lớn là đối với khi các đồng mình mời đoàn trở lại đoàn trà chầu uống nước. Ban tang lễ hai lần tăng tổ cũng lớn là đối với khi các đồng mình mời bác trở lại đoàn trà. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình tăng quyến được tin cụ 250 kể tới tiên tổ. Chúng cháu hồi đầu tháng 2 của 955 sáng Liên Phương xã Hà Triều cùng với anh Trần Vĩnh Yên con trai của cụ có vòng hoa thơ nén hương ngát đến thắp hương hồn cụ và chia buồn sâu sắc đến gia đình an quyền để nhớ hương hồn cho phép chúng cháu được kính cẩn như mình chúc cụ từ nay đến suối vàng nhất là phút điểm và điểm bắt đầu. Kính thưa các ông đại diện cho hội đội ngũ cùng với em trai tôi là Trần Vĩnh Yên, cô bà mẹ chúng tôi do tuổi cao sức trẻ đã không qua khỏi và về quê hương tổ tiên. Nay các ông bên hội đội ngũ cùng với em tôi đã đến chia buồn và kính viếng chúng tôi. Đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn các ông các bà. Ngày mai 7 giờ đưa cùng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mong các ông có chút thời giờ đến cùng với gia đình để tiễn đưa cụ bà mẹ chúng tôi. Bây giờ mời các ông và ra bàn ăn trầu uống nước để gia đình chúng tôi có lời cảm tạ. Xin kính mời các ông. được tiến thủ 250 điểm đầu tiên. Giờ này anh em chúng cháu là anh em bạn bè hết cả anh Đập, Anh Nhiên, chúng cháu có vòng hoa tươi nén nát đến để kính thiếu yêu hồn cùng và xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất để tưởng nhớ tới cùng. Xin phép gia đình cho anh em cháu để một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các anh đại diện bạn bè sau lập cụ bà mẹ chúng tôi do tuổi cao sức kiệt đã không qua khỏi và đã về quê với tổ tiên. Nay các anh đã đến chia buồn và chứng kiến của tôi, đại diện gia đình xin chân thành cảm ơn. Ngày mai 7 giờ đến trưa chúng tôi về đây ăn nghỉ cuối cùng. Kính mong con anh có chút thời gian cùng với tiếp đến cùng với gia đình tiếp yêu cùng tôi về đây ăn nghỉ. Bây giờ các anh đang bị ra bàn ăn sầu không biết gia đình chúng tôi xin kính đã đến chia buồn và kính viếng cùng tôi. Thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà. Ngày mai 7 giờ để tiễn đưa cụ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mong các ông, các bà bớt chút thời gian đến cùng với gia đình để tiễn đưa cụ cuối cùng. Còn bây giờ kính mong các ông, các bà ra bàn ăn trầu uống nước để gia đình chúng tôi có lời cảm ơn. Xin kính mời các ông. Được các cụ Hai Lan ơi về với tiên tổ, anh em chúng con có vòng hoa tươi hình lá để kính viếng hồn các cụ nơi dưới vàng được mát mẻ yên bình đất nước để tưởng nhớ cho các anh em có một phút đặc biệt, phút vàng đẹp đẽ đâu. Kính thưa các bạn, đầu ngũ đại diện cho hội đồng ngũ là em cùng với em tôi là Trần Văn Tộc. Cô và mẹ chúng tôi do tuổi cao sức khỏe đã không qua khỏi và đã về quê ở với tổ tiên. Nay các ông đã đến thăm hỏi, chia buồn và kính viếng chúng tôi, đại diện cho gia đình và đó lời cho em tôi. Xin cảm ơn các ông. Ngày mai 7 giờ để tiễn đưa tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mong các ông bớt chút thời giờ để đến cùng với gia đình để tiễn đưa cùng tôi. Bây giờ các ông và các ông ra bàn chầu nước để gia đình chúng tôi bắt đầu. Mai Thị Sinh, kính thưa gia đình các tuyến, chúng cháu là gia đình của bác Nguyễn Chuyển, là em của bác Xuyến. Nhận được tin cụ Hai Lan ơi về già, gia đình chúng cháu có làm hương thơm để kính viếng hương hồn cụ, để tỏ lòng thành kính. Xin một lần phút mặc niệm bắt đầu. Ban lễ thay lời các cụ với bản nhạc tế biểu khi kết đạo thịnh mời đoàn trở lại đoàn trà chầu uống nước và đoàn 7 giờ hàng ngày mai khi kết đạo thịnh mời đoàn bớt thời gian vàng vào trở lại gia đình đang tuyển chúng tôi để dự buổi lễ quy điều và tiễn đưa thi hài cụ bà mẹ chúng tôi về nơi ăn nghỉ được trăm năm trọng thể. Vậy ban tổ chức chúng ta đẩy và gia đình chúng tôi xin trình đầu thành mời đoàn các chủ thứ lãnh là giới thiệu chuyên chuyên đầu thành mời đoàn trở lại đoàn trà. Ban tổ chức chúng ta đẩy và gia đình cân cầu giới đầu thành mời đoàn viếng tiếp theo thành mời vào thắp hương kính viếng. Ban lễ thay lời các cụ giới thiệu khi kết đạo thịnh mời lát trở lại làm trà chầu uống nước để gia đình chúng tôi có lời bạc hà và biết ơn. để vượt bước mặt đường tù, bước mặt đường bắt đầu. Bằng thế này là tăng tù chứ đổi toàn đối biệt. Chuyên chuyên cầu mời bạn trở lại bàn trà chầu và đến 7 giờ sáng ngày mai, xin thân chào kính mời đoàn bớt bước thời gian vào trở lại gia đình tăng quyến chúng tôi để buổi lễ truy đầu và tiến đưa thi hài cụ bà mẹ chúng tôi về nơi an nghỉ được trang nghiêm trọng thể. Vậy ban tổ chức thân thể và gia đình chúng tôi xin chào kính mời đoàn. ông, các bà, các anh, các chị, các em đại diện cho gia đình tham gia cùng với anh tôi là ông Trần Văn Tộc và bà Hà Thị Diễn. Cụ bà mẹ đến tôi do tuổi cao sức kiệt đã không qua khỏi và quy ẩn với tổ tiên. Nay các ông, các bà đã đến chia sẻ và kính viếng điểm tôi, đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn. Ngày mai 7 giờ để tiến đưa cùng tôi về với an nghỉ cuối cùng. Kính mong các ông, các bà bớt chút thời gian để đến cùng với gia đình để tiến đưa cùng tôi. Bây giờ mời các con, các bà ra bàn ăn trầu uống nước để gia đình chúng tôi có lời cảm ơn. Xin kính mời các con, các bà. Khi các đầu tình mời quá trở lại bàn trà trầu uống nước. Đoàn đại biểu tiếp theo là cháu bà của con trai cụ Hải Khai và được tin cụ 250 về với tổ tiên. Giờ lại cháu đã trở về đây với đến tâm ta. Khi thi đã trọng tình mời vào hát hương kính viếng. Hát trở lại bàn trà trầu uống nước để gia đình. Ông luôn luôn mang lại được những điều tốt lành tốt Kính thưa linh hồn cụ Mai Thị Sinh, kính thưa gia đình có việc hiếu, kính thưa các đồng chí thay mặt cho Đảng, chính quyền, hội người cao tuổi, các ban ngành đoàn thể chính trị, ban công tác mặt trận thôn An Triều 2, kính thưa toàn thể nhân dân cùng các đoàn thanh phiến tập phương, chúng tôi thật vô cùng thương xót nhận được tin cụ Mai Thị Sinh thường trú tại đội 15 thôn An Triều 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã 250 về cõi vĩnh hằng. Thay mặt cho ban công tác mặt trận thôn An Triều 2, chúng tôi có vòng hoa thơm làm hương át đến kính viếng linh hồn cụ và cùng nhau đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúc cụ về nơi suối vàng được an giấc ngàn thu. Để tiếp tục chương trình, tôi xin trịnh trọng kính mời ông Đức Chí Tường, trưởng ban công tác mặt trận thôn An Triều 2, kiêm chủ tịch hội người cao tuổi, đến tóm tắt lại 97 mùa xuân của cụ. Xin trân trọng kính mời ông. Lễ truy điệu cụ Mai Thị Sinh. Kính thưa hương hồn cụ Mai Thị Sinh, kính thưa các vị đại diện cho Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Liên Phương, hội người cao tuổi, các ban ngành, đoàn thể chính trị trong thôn, trong xã, kính thưa các đoàn đại biểu, các đoàn khách thập phương cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình tang quyến, thưa ban tổ chức lễ tang, thật vô cùng thương tiếc khi nhận được tin cụ bà Mai Thị Sinh, hội viên hội người cao tuổi, thành viên của Ủy Mặt trận Tổ quốc qua đời. Ban công tác mặt trận, chính quyền thôn, hội người cao tuổi thôn An Triều 2 đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình và bàn thành lập ban tang lễ, thống nhất giờ công liệm, lễ truy điệu, lễ an táng thi hài cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban công tác mặt trận, chính quyền thôn, hội người cao tuổi kịp thời thông báo tin buồn này tới toàn thể cán bộ và toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã biết tin đến thăm hỏi, chia buồn cùng tang quyến. Kính thưa toàn thể, tang lễ cho phép tôi thay mặt ban công tác mặt trận, chính quyền thôn, hội người cao tuổi cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn, trong xã có lời thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng tang quyến, có vòng hoa tươi, nén hương trầm kính viếng hương hồn cụ. Giờ tiến biệt cụ đã đến, chúng ta không khỏi ngậm ngùi xúc động trước vong linh của cụ. Cho phép tôi thay mặt ban công tác mặt trận, hội người cao tuổi ôn lại 97 mùa xuân của cụ. Cụ Mai Thị Sinh thường trú tại đội 8 thôn An Triều 1. Khi cụ tuổi cao, cụ về với con trai trưởng là anh Trần Quang Hường, thường trú đội 15 thôn An Triều 2, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Khi còn nhỏ, cụ được ông bà, bố mẹ nuôi dạy cho ăn học, được sống trong sự che chở của họ hàng, làng xóm. Lớn lên, cụ xây dựng gia đình với cụ Trần Thị Văn Đáng. Hai cụ sống vui vẻ, hạnh phúc. Các cụ đã sinh hạ được 7 người con, 5 người con trai, 2 người con gái. Các con của cụ đã yên về gia thất khi đất nước có giặc ngoại xâm. Cụ đã nghe tiếng tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, cụ động viên các con của cụ lần lượt lên đường bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ. Các con của cụ đã hoàn thành nghĩa vụ về tới địa phương và phát triển kinh tế. Các con của cụ đã được hưởng cái chế độ chính sách 42 và 62 là người có công bảo vệ Tổ quốc, đất nước yên bình, phát triển, quê hương khang trang, xanh sạch đẹp như ngày hôm nay là có sự đóng góp không nhỏ của cô, gia đình cô và các con của cô chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và cũng như các quy định của địa phương. Kính thưa tang lễ, cụ bà Mai Thị Sinh qua một thời gian lâm bệnh, cụ đã được các con, các cháu, họ hàng bên nội, bên ngoại cùng các y bác sĩ tận tâm cứu chữa, xong do tuổi cao sức kiệt, cụ đã tạm thế hồi 8 giờ 45 phút ngày 12 tháng 7 năm 2023, tức ngày 25 tháng 5 năm Quý Mão. Cụ hưởng thọ 97 tuổi. Cụ mất đi là một tổn thất to lớn đối với gia đình và dòng họ, làng xóm, quê hương không có gì thay thế được. Vĩnh viễn từ nay các con của cụ mất đi một người mẹ tần tảo, sớm khuya dạy bảo con cháu, các cháu, các chất của cụ mất đi một người bà, một người cụ kính trọng, thương nhớ. Họ hàng làng xóm mất đi một người thân, người bà, người bạn mẫu mực. Hội viên người cao tuổi mất đi một hội viên gương mẫu. Xã hội Việt Nam mất đi một công dân tiêu biểu. Thưa toàn thể buổi lễ, sinh ra và mất đi, âu đó là quy luật của tạo hóa. Dẫu biết rằng sinh có tử, hạn bất kỳ, sinh có hạn, tử bất kỳ. Hôm nay cụ đã từ giã trần gian, về với lòng đất mẹ, về với thế giới của người hiền, nơi ngàn năm yên giấc. Cụ để lại 97 mùa xuân, biết bao buồn vui, nỗi nhớ và thương tiếc. Trước giờ phút ly biệt này, cho phép chúng tôi được chia sẻ nỗi thương tiếc cùng tang quyến. Xin kính cẩn trước vong linh của cụ, chúng ta cùng nhau vĩnh biệt cụ và tiến đưa cụ về nơi an nghỉ. Cuối cùng, chúc cụ nơi suối vàng được an giấc ngàn thu. Để tưởng nhớ trước vong linh của cụ Mai Thị Sinh, thay mặt ban tổ chức lễ tang, xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các đoàn đại biểu, các đoàn khách cùng toàn thể nhân dân hướng về trước án tiền dành một phút tưởng niệm cụ Mai Thị Sinh. Nghiêm! Phút tưởng niệm cụ Mai Thị Sinh bắt đầu! Xin trân trọng cảm ơn ông. Tiếp tục chương trình, xin trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình có đôi lời cảm tạ trước cán bộ và nhân dân của các đoàn viếng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho thôn, cho xóm cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể, kính thưa các cụ, thưa các ông, các bà trong thôn, trong xã, ngoài xã, cùng các hộ nội, hộ ngoại, thông gia, liên gia, bà con thân bằng, cố hữu gần xa của các con, các cháu, của cụ, bà, mẹ chúng tôi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được các bác sĩ cùng các con, các cháu hết lòng cứu chữa, song vì tuổi cao, sức kiệt đã không qua khỏi, cụ tôi đã về cõi vĩnh hằng với tổ tiên. Nay được sự quan tâm của các cấp chính quyền, của các cơ quan đoàn thể, của các cụ, các ông, các bà trong thôn, trong xã cùng họ nội, họ ngoại đã đến chia buồn và thắp hương kính viếng của tôi. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn các cấp chính quyền, cảm ơn các cơ quan đoàn thể và đặc biệt cảm ơn các cụ, các ông, các bà trong thôn, trong xã đã đến thăm hỏi và kính viếng cụ tôi. Kính thưa các cụ, thưa các ông, các bà, sinh ra, mất đi, đó là quy luật tạo hóa của con người. Hôm nay, cụ, bà, mẹ chúng tôi về nơi vĩnh hằng được sự tiến đưa của các cụ, các ông, các bà trong thôn, trong xã, ngoài xã cùng các cụ, họ nội, họ ngoại. Gia đình chúng tôi vô cùng bồi hồi và cảm ơn mọi người. Sau khi cụ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng được mồ yên mà đẹp, gia đình chúng tôi trịnh trọng kính mời các cụ quay lại gia đình để cùng gia đình chúng tôi chia sẻ ly rượu nhạt với gia đình chúng tôi. Trong lúc tham gia bối rối, có điều gì yêu biết mong, kính mong các cụ, các ông, các bà lượng thứ cho gia đình chúng tôi. Cuối cùng xin cảm ơn mọi người và xin hết. Điệu của cụ Mai Thị Sinh đến đây là kết thúc. Lễ dư quan bắt đầu. đỏ. Mẹ ơi, là lỗi của con mắc căn bệnh hiểm nghèo không thể ngồi bên vong hồn của mẹ được. Mẹ hết sức tha lỗi cho con, đã qua nhiễm chúng con vùng và con cô gì chúng bác nội ngoại luôn luôn kể vai sát cánh bên mẹ. Mẹ thật sự là thoải mái thông cảm cho con, tha thứ cho con, nuôi con nuôi để phụ ăn mẹ và đưa mẹ đến nơi mồ em mà ăn được. Trên lan can tầng để nhìn theo bóng mình, bóng hồn của mẹ từ từ về nơi điên tỏ. Mẹ ơi, Con trầm trầm nhưng nhớ lại thời gian kéo dài buổi tiễn đưa bà về cõi hạ, nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay có đông đủ bà con, anh em, cô dì, chú bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần ta và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí. Quý là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi như đang đi lên trời đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu mưa sớm. Con đường từ đây vắng bóng người, những chiều nhàn tảo bước dạo chơi, ngắm cảnh quê hương đang đổi mới. Giờ đã chia xa cảnh với người, người đi cảnh vật cũng âu sầu. Rì rào cây lá rụng buồn đau, quên sao người đã từng gắn bó. Chưa tối từ đây biết tìm đâu. Đây cảnh xóm làng đất quê xưa, hòa cả lòng người đau tiễn đưa. Đưa mẹ, đưa cô về nơi ấy, mỗi bước đường đi mất nhòa. Từ đây, bà đã mãi mãi rời sang ngôi nhà mái ấm, nơi bà đã sống di dưỡng tuổi già trong sự chăm sóc phụng dưỡng của các con với tất cả tấm lòng hiếu nghĩa đền ơn. Xe đưa bà tới non tiên cảnh Phật, dẫn hồn về với đất Tây Phương. Sau xe là cả niềm thương nỗi nhớ của cả quê hương xóm làng. Đúng là trên thế gian này không còn có nỗi đau nào hơn cảnh chia ly giữa người ở lại chốn trần gian với người về nơi chín suối. Chính vì vậy mà cổ nhân xưa đã từng nói: sinh ly giữ từ biệt, từ cổ tị toan tân. Tạm dịch nghĩa là sự chia ly giữa kẻ sống và người chết từ cổ đến giờ đều thấy cay ở mũi. Ngày nay một bậc vĩ nhân của nước ta cũng có câu đành rằng sự mất còn là luật chung của tạo ngoại, nhưng gặp lúc sinh ly tử biệt thì khó mà ngăn nổi nỗi xót thương. Có nỗi đau nào hơn nữa không? Đầu xanh đầu bạc quặn trong lòng, ra đi người để bao thương tiếc, nước mắt trào đau chảy vào trong. Và hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và sang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng một vùng quê, tiết tấu nhạc buồn mà trang hoàng cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Khi sống, bà luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, nên khi bà đi xa, tình làng nghĩa xóm đối với Tăng Quyến như một nhà thủy chung như nhất. Khi đến gần huyện, trong giây phút đau thương tràn đầy nước mắt này, con cháu muốn níu giữ cỗ quan tài từ từ đi xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơn trời cao lồng lộng, ơn đất dày thẳm sâu. Sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm tăng chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt tươi, đất lại nuôi người. Đúng là người với đất làm bạn đời muôn thuở, và đất nước này cũng trải qua bao cuộc thăng trầm lịch sử. Ta nhớ ơn người muôn thuở, đất nước ơi. Đây, nắm đất quê nhà, con cháu đắp lên phần mộ, chúc người yên giấc mộng thu. Nghìn thu thơm thảo đất nước làng quê hương. Ôi cái chết đã gieo mầm sự sống, người hóa thân vào đất quê hương, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Mẹ ơi, con vội chưa biết lễ, chút lòng thành kính thắp mẹ một tuần hương. Hãy tin con khi đơn chiếc đêm trường, con nhớ mẹ chỉ khóc thầm lặng lẽ. Mẹ ơi, tuổi chúng con còn trẻ, sống dại khờ chưa hiểu hết nông sâu. Khi xưa chót làm mẹ buồn giàu, ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng lượng thứ. Tuần đã đưa Thiên Vương Điện về 9 rưỡi, lần cuối cùng đây Đức Tuấn dự việc về đây ở lại cùng với đến gia đình chúng con được thế trong này chúng con lên nhà về cũng yêu cầu ông cầu mong mẹ là suối vàng mẹ và siêu thoát của chị cho toàn thể con cháu nội ngoại là bình an vô sự, nhất là tham gia giao thông trên đường hiện nay việc của đăng tán có được cầu xin cao cả nhất của các cháu các làm gần làm xa đều may mắn còn đảm bảo phát tài phát động. Chúng con thay mặt cho toàn thể các con xin được kính cầu để mong nhận chất lệ và ủng hộ chỉ được những lời kính cầu vừa xong chúng con xin được xuống để tiếp khách